iPhone 11 từ ngày 13 tháng 9, lên kệ ngày 20 tháng 9, vài ngày trước, Apple đã gửi thư mời đến báo giới cho một sự kiện đặc biệt được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, không giờ ngày 11 tháng 9 giờ Việt Nam. Tại sự kiện này, công ty sẽ giới thiệu bộ 3 iPhone 11 mới, cùng với Apple Watch Series 5 và một vài sản phẩm khác. Theo một nhân viên làm việc tại một nhà mạng lớn ở Mỹ, iPhone 11 sẽ có khung thời gian ra mắt tương tự như dòng iPhone XS năm ngoái. Điều này có nghĩa là sau khi được giới thiệu vào ngày mùng 10 tháng 9, iPhone 11 và iPhone 11 Pro sẽ được mở đặt hàng trước vào cuối ngày 13 tháng 9, một tuần sau, tức vào ngày 20 tháng 9, iPhone mới sẽ bắt đầu được bán ra tại các cửa hàng Apple Store và những đơn đặt hàng trước sẽ được giao tới tay người dùng. Đây là khung thời gian ra mắt điển hình của Apple, được lặp đi lặp lại trong nhiều năm trở lại đây và hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. iPhone X là ngoại lệ duy nhất vì Apple từng phải trì hoãn ra mắt cho đến tận tháng 11 năm 2017, năm ngoái iPhone XR cũng được bán ra muộn hơn vài tuần so với iPhone XS và iPhone XS Max. Tuy nhiên, lần này, Apple dự kiến sẽ mở đặt hàng trước và bán ra cả ba mẫu iPhone mới cùng một lúc. Ngoài việc nâng cấp camera, điểm nhấn lớn tiếp theo trên các mẫu iPhone mới của Apple là thời lượng pin được cải thiện nhờ việc tích hợp pin dung lượng lớn hơn. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ bổ sung tính năng sạc không dây ngược trên iPhone của năm này, cho phép người dùng sạc không dây cho thiết bị khác bao gồm cả AirPods.